Nam Vũ, số báo danh 915. Xin được chúc mừng thí sinh Trần Quang Vũ. Thí sinh đoạt giải nhì, số báo danh 809, Nguyễn Minh Lộc. Và thật là hồi hộp cho chúng ta để được biết ai là người thắng giải của ngày hôm nay. Xin ban giám khảo hãy từ từ để mà rung. Kính thưa quý vị, người đạt vinh dự hôm nay là cô Dương Yến Nhi, số báo danh 498. Quý vị ơi, trong chương trình chúng ta còn nam ca sĩ Phan Đình Tùng, cho nên xin mời quý vị sau chương trình này chúng ta sẽ tiếp tục ở lại để mà thưởng thức một giọng hát thật tuyệt vời của chúng ta. Và chúng ta đã có 3 giải, giải 3, giải nhì và giải nhất của 3 thí sinh mà quý vị đang thấy hưởng những phần thưởng thật danh dự của tất cả quý vị khán giả và của ban giám khảo. Chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị giải 3 sẽ gồm những phần quà như thế nào. Và bây giờ thì giải 3 sẽ được một cấp danh dự, một gift certificate của công ty Happy Tree Z trị giá 800.000 kim và một gift certificate của công ty thuốc bắc và thuốc bắc Dương Lai Cảnh trị giá 700.000 kim và một cái check 1.000.000 kim do đài truyền hình VBS gửi tặng. Tất cả là 3.000.000 kim. Chúng tôi xin mời cô Nancy Ngô của công ty Pacific Land Marble and Tile lên gửi tặng phần quà này. Và kính thưa quý vị, giải nhì sẽ là một chút danh dự, một gift certificate của công ty Sun Bio trị giá 2.500 và một check 2.500 do hệ thống truyền hình VBS gửi tặng, tổng cộng là 5.000 đồng. Xin được mời bác sĩ Peter Monica lên để mà trao giải cho thí sinh và giải thứ nhì ngày hôm nay. Và trước đó chúng ta xin mời cô Nancy Ngô lên gửi tặng phần giải thưởng thứ ba. Đây là những giây phút thật là trân trọng và vinh dự cho ba thí sinh mà chúng ta đã vừa mới nêu tên. Và còn phần quà cũng như là phần giải thưởng cuối cùng của chúng ta, đó là giải nhất của chương trình ngày hôm nay. Trong cái giải nhất của chương trình ngày hôm nay, chúng tôi phải cảm ơn rất nhiều đến những nhà tài trợ đã gửi đến chúng ta một cúp thật là danh dự, một gift certificate của công ty Princess Lifestyle trị giá 5.000 mỹ kim và một check 5.000 mỹ kim của hệ thống truyền hình VBS Toto là 10.000 mỹ kim trao về giải nhất. Cô Dương Yến Như là người hạnh phúc nhất của ngày hôm nay đã được lãnh phần quà danh dự này. Và chúng tôi xin mời cô Hà Phạm của công ty Skylab Nail Supply lên trao phần quà đặc biệt và danh dự giải nhất cho cô Dương Yến Như. Đã qua 6 tháng để rồi ngày hôm nay đón nhận những cái vinh quang. Đây là ba gương mặt mà đã có ba phần quà cũng như là ba cái chiếc ghế ngồi danh dự nhất của đêm hôm nay. Ngoài ra thì chúng tôi cũng xin mời Bảo Trân hãy đọc những cái danh sách của những nhà tài trợ lên để trao những cái giải thưởng đến tất cả 12 thí sinh còn lại. Vâng, kính thưa quý vị, Bảo Trân xin được thân hạnh mời Giám đốc Thu Hương của văn phòng luật sư Thomas Ca Quyến và xin được mời ông Trịnh Phong Minh của công ty ABC Building Specialist đến để mà trao 12 giải danh dự.